Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về những cái dạng filter ở trong một cái EQ ha các bạn. Hoặc các bạn có thể hiểu đơn giản đây là cách để sử dụng một cái EQ trong mixing. Trong cái video lần trước mình đã nói với các bạn cái lý do tại sao chúng ta nên chuyển từ lạm dụng một cái EQ dạng hai bass như thế này, chúng ta đã chuyển sang sử dụng cái EQ dạng sang như thế này. Ok không? Thì trong cái video hôm nay có nhiều bạn hỏi mình là chúng ta nên sử dụng những cái dạng filter nào ở trong một cái EQ, thì đây sẽ là video dành cho các bạn ha. Cái dạng đầu tiên thì như mình đã nói rồi, chúng ta hãy dùng cái low shell như thế này. Nghe không? Tại như các bạn, nếu mà bây giờ các bạn nhìn kỹ đi thì cái low shell nó sẽ đỡ gây ra những cái vấn đề cho chúng ta hơn. Các bạn sẽ nhìn vào cái đường màu tím tím nha. Các bạn thấy cái đường màu tím tím không? Nó chỉ tăng lên thôi, nó theo một chiều đúng không? Còn nếu mà chúng ta dùng một cái low pass thì đây, cái hình ở đây như vậy. Nếu mà các bạn muốn xem chi tiết hơn về cái vấn đề này và hậu quả của nó là gì thì mình sẽ để lại link của cái video những cái lỗi nghiêm trọng các bạn hay gặp phải trong mixing bằng EQ ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn nhớ đón xem nha. Mình hiện tại đang có một cái trang web là bluehorizon.com. Các bạn có thể lên cái trang web này để các bạn xem thử xem là các bạn có lấy cái gì trên cái trang web này không. Giả sử như là ở đây mình có một số cái pack cho Vital hoặc là Serum, pack EDM và HAL nha các bạn. Ngoài ra ở đây mình còn có một cái trang để chúng ta có thể chúng ta chia sẻ những cái kiến thức về làm nhạc. Ở cái trang này thì mình chủ yếu mình đăng về những cái VST miễn phí để chúng ta có thể lấy, và những cái video mình sẽ thông báo đến tất cả các bạn ha. Tiếp theo chúng ta hãy nói về một cái dạng EQ khác, đó chính là EQ dạng high shell như thế này. Đây, đây là EQ dạng high shell ha. Thì chúng ta cũng nên sử dụng cái EQ này vì nó sẽ đỡ gây ra cái vấn đề hơn cho chúng ta. À, nhưng mà còn một vấn đề nữa, đó chính là nếu mà chúng ta sử dụng cái phần này mà chúng ta cắt nó quá là sắc thì sao? Đây, như các bạn thấy là càng cắt sắc thì chúng ta sẽ dễ gây ra những cái vấn đề. Đây, đây gây ra những cái vấn đề. Khi mà ở trong trường hợp cắt sắc nhất, các bạn có thể thấy là nó đổi ngược 180 độ luôn. Rồi, như các bạn thấy khá là tệ ha. Nó quay ngược lại luôn, cái này nó sẽ gây ra một số cái vấn đề nha. Ở tầng âm cao thì nếu mà các bạn bị như vậy thì nó cũng không đáng là bao. Nhưng mà nếu mà ở tầng âm trầm á, nếu mà các bạn bị như vậy thì nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn ha. Chúng ta tuyệt đối chúng ta tránh những cái phần khá cao như thế này nếu mà các bạn đang không sử dụng. Ví dụ như các bạn làm sound design, thiết kế âm thanh, hay là các bạn filter cho một cái nhạc cụ nào đó, nhạc cụ điện tử ha. Rồi ok, đó là hai cái dạng filter chúng ta nên dùng ở phần âm trầm và âm cao. Còn một cái dạng filter nữa, đó chính là filter dạng bell. Đây là filter dạng bell của chúng ta ha. Như các bạn thấy thì cái filter dạng bell này nó cũng khá là an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Tại vì sao? Tại đơn giản thôi, nó không có gây ra cái lỗi phê gì quá nhiều cả. Như các bạn thấy ở đây là mọi thứ nó đều khá là sạch đẹp ha. Các bạn có thể nhìn thấy cái đường màu tím. Đó, các bạn thấy cái đường màu tím chưa? Cả boost và cả cắt nha. Bây giờ thì có nhiều bạn hỏi mình là cắt với lại boost nó có khác gì nhau không? Thì bây giờ chúng ta không thử luôn nhỉ. Rồi bây giờ ví dụ như mình sẽ có một cái bell EQ nhưng mà nó để giảm tầng âm, nằm ở tầng âm cao một tí xíu. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó là, chúng ta sẽ ghi chính xác là -10 dB luôn. Rồi, bên này chúng ta sẽ có một cái tăng lên. Bây giờ mình sẽ để ở đây nó cũng là -10 dB ha các bạn, cho nó công bằng ha. Rồi, bây giờ thì ở đây chúng ta hãy thử để nó lên cao một tí. Mình sẽ để 36 chẳng hạn. Ở đây mình cũng để 36 luôn. Thường thường chúng ta không bao giờ để 36 nha. 36 vẫn là hơi mạnh đấy. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ xem nó có khác biệt gì nhiều không? Hoàn toàn là không nhá. Nó đều khá là an toàn. Cho nên mình nghĩ cái EQ dạng bell này chúng ta nên áp dụng nó nhiều hơn. Đây, ngay cả nếu mà chúng ta để ở cái tầng âm ở 96 dB trên octave thì thật ra nó cũng không có gây ảnh hưởng gì quá nhiều đến cái hình dạng phê của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử chúng ta kéo nó nhỏ lại đây. Như các bạn thấy là khi mình kéo nó rất nhỏ lại như này, đây là trong trường hợp thực tế thì các bạn có ai mà làm như vậy không? Mình dám cá với các bạn luôn là không nha. Chúng ta thử thả cái ba này ra xem. Đây, thì nó vẫn bị lỗi pha 180 độ, nhưng mà cái lỗi nó rất là nhỏ. Các bạn nhìn cái lỗi nó nhỏ không? So với lại nếu mà các bạn làm như vậy. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Giữa hai cái thì các bạn nghĩ là cái nào nó sẽ ảnh hưởng đến bản phối của các bạn hơn? Mình là mình nhìn thấy luôn rồi đó. Nhìn thấy luôn chứ không cần nghe nữa ha.